Xin chào tất cả các bạn. Trong những ngày tháng đầu tiên của năm mới, thập niên mới, thế giới đã liên tục đón nhận nhiều sự kiện đen tối, từ biến đổi khí hậu đến cháy rừng, núi lửa hoạt động và cả dịch bệnh. Nếu một vài tuần trước những điều đó còn ở rất xa, thì giờ đây nó đã thực sự xâm nhập và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Là một người hiểu biết, bạn hãy trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để bảo vệ chính mình và người thân của các bạn. Đừng chờ mong vào sự giúp đỡ của người khác, bởi vì nếu cần đến sự giúp đỡ của người khác thì lúc đó tình hình chắc đã quá bi đát rồi. Cũng đừng lợi dụng tình hình mà trục lợi cá nhân, một chút lợi nhuận đó không hề mua được sự sung túc cả đời. Đây là lần đầu tiên mình đề cập đến một chủ đề thời sự ngoài lề, và hy vọng đây cũng là lần cuối cùng. Chúc tất cả mọi người luôn luôn khỏe mạnh. Trong văn hóa của con người, mặt trăng luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Cùng với mặt trời, nó tạo lên sự đối lập âm dương của trời đất, đặc biệt là trong văn hóa phương Đông. Chắc hẳn trong tuổi thơ của mỗi người, mặt trăng luôn là thứ đẹp nhất, trong trẻo nhất, thuần khiết nhất và cũng là thứ bí ẩn nhất. Trong vòng một năm, thường có 12 đến 13 lần trăng tròn. Nếu ai đó chú ý kỹ thì thi thoảng có những lần mặt trăng sẽ sáng hơn một cách rõ rệt và dường như cũng lớn hơn bình thường. Đây hoàn toàn không phải là cảm nhận chủ quan, mà nó chính là một chu kỳ thường niên khi mặt trăng quay quanh trái đất với một quỹ đạo hình elip. Ngày nay, chúng ta gọi đó là siêu trăng hay mặt trăng lớn. Về cơ bản, thì siêu trăng là thời điểm mà mặt trăng nằm ở vị trí gần nhất với trái đất trên quỹ đạo hình elip của nó. Tại điểm gần nhất này, có khi nó là trăng khuyết, có khi lại là trăng tròn. Tuy nhiên, chỉ có mặt trăng tròn đầy đủ thì chúng ta mới có thể nhận ra sự khác biệt về độ sáng và kích cỡ của nó, mặc dù điều này cũng không hề đơn giản. Khoảng cách xa nhất của mặt trăng tới trái đất là 405.500 km, khi gần nhất sẽ là 363.300 km tính từ tâm thiên thể. Thời điểm được gọi là siêu trăng thì khoảng cách ít nhất phải dưới 367.520 km. Trong vòng một năm có thể có từ 4 đến 6 lần siêu trăng. Tuy nhiên, siêu trăng tròn đầy đủ sẽ có chu kỳ kéo dài 413,3 ngày. Vì vậy, có thể một năm cũng không có siêu trăng tròn nào. Thuật ngữ siêu trăng được đặt ra vào năm 1979 bởi một nhà chiêm tinh học người Mỹ. Đến gần đây, thuật ngữ này được biết đến và sử dụng phổ biến hơn. Còn theo cách gọi của các nhà thiên văn học thì sẽ là trăng non hoặc trăng tròn cận điểm. Có một số lưu ý là các con số thống kê về khoảng cách nêu trên cũng không có sự đồng nhất với tất cả các bài báo khoa học. Thông tin ở trên mình đã lấy từ trang web của NASA. Cũng có thể là những người khác sẽ trừ đi bán kính của thiên thể khi đưa ra thông số. Vì vậy các bạn cũng không cần phải thắc mắc tại sao số liệu ở một số nơi các bạn đọc được lại không trùng khớp. Trong năm 2020, sẽ có 4 lần siêu trăng, lần lượt vào mùng 9 tháng 2, mùng 10 tháng 3, mùng 8 tháng 4 và mùng 7 tháng 5. Trong đó đáng chú ý nhất là mùng 10 tháng 3 và mùng 8 tháng 4 tới đây. Theo giờ Việt Nam, thì vào lúc 0 giờ 48 phút sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để các bạn chiêm ngưỡng mặt trăng lớn. Còn vào mùng 8 tháng 4 thì là 1 giờ 8 phút. Theo một số nhà thiên văn thì rất khó để chúng ta nhận ra sự khác biệt về độ lớn của mặt trăng. Tuy nhiên, nếu bạn ở vùng nông thôn và được thời tiết ủng hộ bằng một đêm không mây mưa, thì độ sáng của mặt trăng sẽ là rất đáng kể. Những lần siêu trăng tròn lớn nhất và gần nhất là vào năm 1912 và năm 2016. Nhưng dự kiến, đến tháng 11 năm 2034, siêu trăng tròn sẽ vô cùng đặc biệt. Nó sẽ lớn hơn cả hai mặt trăng vào năm 1912 và năm 2016. Nhiều người cho rằng, siêu trăng tròn thường đi kèm với các tai họa thiên nhiên. Ví dụ năm 2004 đã xảy ra động đất và sóng thần ở Indonesia. Năm 2011, động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Năm 2016, động đất đến 7,8 độ Richter ở New Zealand. Tất cả đều diễn ra cách 1 đến 2 tuần sau khi xảy ra sự kiện siêu trăng tròn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng đây chỉ là những dự đoán không có căn cứ. Bên cạnh đó, siêu trăng tròn cũng làm thủy triều cao hơn tại một số bờ biển, nhưng điều này cũng không đáng kể, chỉ trong phạm vi khoảng 10 cm. Có một sự thật là hầu như tất cả chúng ta đều cảm thấy
Mặt trăng nằm sát đường chân trời sẽ có kích thước lớn hơn so với mặt trăng mọc cao trên đỉnh bầu trời. Điều này đã được quan sát và ghi nhận từ thời cổ đại, khi mà con người bắt đầu chú ý đến các thiên thể thiên văn. Cho đến ngày nay, đây vẫn là một chủ đề gây tranh cãi và dường như các nhà khoa học cũng không đưa ra được câu trả lời thuyết phục nào. Một trong những ý tưởng đầu tiên giải thích về ảo giác mặt trăng đã được triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle đưa ra. Ông cho rằng bầu khí quyển của trái đất giống như một thấu kính khổng lồ. Nó đã phóng to ảnh của mặt trăng ở gần đường chân trời. Tuy nhiên, lời giải thích này là không chính xác, bởi vì hiệu ứng của khí quyển chỉ có thể làm cho mặt trăng chuyển sang màu đỏ hoặc màu cam, chứ không thể làm thay đổi kích thước của nó. Các nhà thiên văn học đã sử dụng máy kinh vĩ để xác định kích thước của mặt trăng vào những thời điểm khác nhau. Kết quả cho thấy, nó không hề thay đổi kích thước trong suốt một đêm. Thậm chí đôi khi mặt trăng ở đường chân trời còn nhỏ hơn 1,5% so với mặt trăng trên đỉnh đầu, vì trái đất quay đã khiến cho vị trí quan sát bị xê dịch xa hơn. Ngày nay, ảo ảnh mặt trăng được giải thích là do ảo giác của não bộ. Hình ảnh mặt trăng lớn hơn ở đường chân trời hoàn toàn là do sự cảm nhận của não bộ. Nói cách khác, ảo ảnh này có nguồn gốc từ tâm lý mà ra. Bộ não của chúng ta có hai hệ thống cơ bản nằm ở hai vùng khác nhau để xử lý thông tin về thị giác. Một bên quyết định bạn sẽ nhìn cái gì, và bên còn lại sẽ xử lý thông tin và xác định khoảng cách của đối tượng quan sát. Theo đó, khi mặt trăng nằm trên đỉnh đầu thì nó chỉ có một mình, không có bất cứ thứ gì cạnh bên để chúng ta so sánh khoảng cách. Khi mặt trăng xuống đường chân trời thì những hình ảnh của đường chân trời sẽ nhỏ dần, làm cho chúng ta nghĩ rằng khoảng cách sẽ xa hơn. Lúc đó, kích thước của mặt trăng cũng được hiển thị lớn hơn trong não chúng ta, tức là kích thước của vật thể có thể bị những vật thể khác xung quanh đánh lừa, và chính bạn là người tự lừa bản thân mình. Điều này cũng được chứng minh qua một số hình ảnh sau đây. Rõ ràng là bộ não của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể nào giải mã hết được. Ảo ảnh của mặt trăng cũng minh chứng cho sự phức tạp của não bộ con người. Và nếu bạn có bất kỳ lời giải thích nào khác thì hãy comment dưới video nhé. Từ những sứ mệnh Apollo đầu tiên, người ta đã đo được các trận động đất trên mặt trăng. Điều này có vẻ khá vô lý, khi mà mặt trăng hoàn toàn không có hoạt động địa chất giống như trái đất. Trong suốt từ năm 1969 đến năm 1977, các tàu Apollo đã ghi nhận đến 28 trận động đất trên mặt trăng. Những trận rung chuyển lớn có thể lên tới 5,8 độ Richter. Ngoài các trận động đất bất thường, các tàu trinh sát quỹ đạo mặt trăng của NASA cũng ghi nhận được mặt trăng này đang co dần lại theo thời gian, và nó thực sự đã nhỏ hơn 100 mét trong vòng 4,5 tỷ năm qua. Trong suốt quãng thời gian tồn tại, mặt trăng dần nguội đi, khiến kích thước của nó bị co lại. Chính các nứt gãy địa chất bên trong thiên thể đã tạo ra các cơn địa chấn. Lớp vỏ ngoài của mặt trăng cũng khá cứng, khiến cho nó hình thành các vết nứt gãy được NASA chụp lại. Không những thế, lực hút mạnh mẽ của trái đất cũng khiến cho mặt trăng chịu một áp lực không hề nhẹ. Tuy nhiên, sự co lại này cũng không ảnh hưởng gì tới trái đất hay các lực thủy triều của nó gây ra, bởi vì diện tích nó co lại không đáng kể và khối lượng của nó cũng không thay đổi. Giờ đây, quá trình co lại vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Các vết nứt gãy địa chất ghi nhận được trên bề mặt của nó đang tạo thành các nếp nhăn ngày càng lớn. Có đến 12 người đã từng đặt chân lên mặt trăng, và họ đã mang về hơn 300kg đất đá các loại. Nếu là các bạn, bạn có giấu trộm một vài hòn đá mặt trăng trong túi không? Có thể bạn không tin, nhưng một vài mẫu đất mang về từ mặt trăng trong chương trình Apollo 17 đã cho thấy nó giàu phân tử nước và cũng khá thích hợp để trồng cây. Sứ mệnh Apollo 17 còn mang theo một chiếc xe có người lái, và tổng quãng đường nó đã di chuyển lên tới 27 km. Ngày nay, những dấu vết đó vẫn còn nguyên như mới. Mặt trăng quay quanh trái đất trong vòng 29,5 ngày, và nó cũng quay quanh trục bằng đó thời gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta chỉ nhìn thấy một phía của mặt trăng. Nếu bạn định cư trên mặt trăng, thì một năm bạn chỉ có thể đón mặt trời mọc và lặn 12 lần. Và khi mặt trời lặn cũng là lúc màn đêm buông xuống ngay lập tức, sẽ không hề có giai đoạn chiều tà tranh tối tranh sáng giống như trái đất, bởi vì mặt trăng không có bầu khí quyển giống như trái đất. Tuy nhiên, nếu nằm ở vị trí thích hợp trên quỹ đạo, bạn sẽ thấy trái đất được sáng vào ban đêm. Độ sáng này ít nhất gấp 3 lần trăng tròn khi nhìn từ trái đất. Qua mỗi một năm, mặt trăng cũng di chuyển ra xa trái đất hơn, khoảng 3,8 cm trong vòng 600 triệu năm tới,
thậm chí trái đất sẽ không còn có hiện tượng nhật thực toàn phần. Thế nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, bởi vì sau từng đó thời gian, không biết con người chúng ta có còn sống được trên trái đất này nữa không.